Lâu về mà được tròn quá. Ngày ca thì được bao nhiêu lần? Ngày hả? Ngày phải 3 ca này. Một ca thì có được một bà Maria về này. À, mất một chiều chiều ba mấy chiều. Nếu mẹ em nữa hả? Nếu mẹ em là tham như hồi nãy kìa. Tham như Huệ gửi đang tính kìa. Xong rồi thấy còn ít quá à. À, cái lúc mà chị đôi chị là thấy còn được đưa thế. Rứa nhất đầu đòi hỏi Vì em không nghĩ chi, em không nghĩ chi chia gì. quay quay họ luôn à, nhờ họ mình mới cao xí. Chị cứ từ từ gắn họ chuyển cho mình cái đó thì cứ từ từ. Ăn gì mà không giữ. Rất là vui rồi, nhất rồi. Hana là được à, quên, cái cây mà kia là được bao nhiêu người? Cô hồi trưa mình quay xong em lấy cho con kìa. Còn mớ một to thì còn nhiều chắc mà là quay được video một luôn. thì được mà, nhưng mà do khách chờ với chị lâu. Bà Yên như bà Mít
ướt tôi sợ luôn. Mỗi lần chị đang nhắc đến cái bắt đầu nước mắt dài rồi đó. À, gọi là yên mít ướt đi. Bên em không phải mít ướt nha. Có người khó ngồi lắm. Cứ phần ngô vị của Hà là không, như mình là mình ướt quá mình mới nước thôi, còn như bà là đục đến đó là bà mới chảy nước mắt á. Bữa ăn cơm không nghĩ là khóc, anh tưởng chị đang chọc vậy chứ, ai ngờ khóc thật. Chị chọc mà, nhưng mà lại cứ khóc rằng cứ giống như là nói là khóc đi, khóc cái là bà khóc luôn. Lại kiểu như kiểu tủi thân đó, mình đau mới quan tâm ra gì hỏi đến phát này. Kiểu con đứa kiểu tủi á. Kiểu chết chứ, tự nhiên đang yên đang lành khóc là mệt lắm đó. Ai không hiểu là tưởng mình làm quá. Ok đi chứ. Ai không hiểu là cái làm quá đó. Nhưng mọi người mâu tính khách mà nặng mụn đau quá, thấy tội hậu quá cũng khóc. Lại hồn yên à. Ừ, cái thấy thằng cu nó tội quá, thương hắn quá, thấy khóc. Bà khóc luôn, bà khóc ăn ngon ơ rồi đó. Trời trời. Thế kìa, chỉ có một mình em. Lấy được mấy con này ra? Có thấy bà cầm kim và đâm là thấy sợ rồi đó. Con Hậu thì làm được rồi. Cái đó học ra thoải mái, tưởng tượng đó là mặt của mình. Mà nó còn mụn ra là được. Mà mình nhìn là nó áp lực hơn, sợ nữa. Nắng rung bắn loạn. Em hiểu học sinh rồi chứ. Tất nhiên áo kiểu nước chưa được, chưa lại. Nhà mình á, mua thì là không có hỏi, mua về là ăn thôi chứ hỏi là ngại trả lời. Nhưng mà ăn là không ngại.